Thành phố Hồ Chí Minh tính toán giãn cách xã hội ở nơi nguy cơ cao. Tình hình dịch đang kiểm soát nhưng mà ở nơi nguy cơ cao, dịch bệnh thành phố sẽ tính toán giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 hoặc là chỉ thị 16 theo phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin này được phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Anh Đức nói tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với thành phố Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 5. Báo cáo tại cuộc họp Ông Đức cho biết, tính đến 10 giờ hôm nay, thành phố ghi nhận thêm một số trường hợp dương tính lần một liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. 29 người sinh hoạt tại phường 3, quận Gò Vấp, nâng tổng số ca dương tính lên tới 25. Thống kê 16 quận huyện, thành phố Thủ Đức, gồm Hóc Môn, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Nhà Bè, Bình Tân, Bình Chánh, các quận 1, 3, 4, 5, 10, 12 có liên quan đến tổ chức tôn giáo này. Hiện lực lượng y tế thành phố Hồ Chí Minh đã lấy mẫu xét nghiệm 70F1 và 336F2 trong ngày 27 tháng 5 ngành y tế tiếp tục tầm soát những người tiếp xúc gần với F2, F3 và xét nghiệm tầm soát rộng ở khu vực phong tỏa. Trước mắt thành phố ngừng một số hoạt động, giảm quy mô tập trung xuống dưới 10 người, dừng tất cả các hoạt động liên quan đến tôn giáo tín ngưỡng, tạm ngừng các cuộc họp không cần thiết. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, việc giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy mô, mức độ nào thuộc thẩm quyền của lãnh đạo thành phố, việc giãn cách xã hội, phong tỏa và cách ly cần phù hợp, đảm bảo mục tiêu kép vừa an toàn vừa phát triển kinh tế. Phó Thủ tướng nêu rõ, các địa phương giãn cách xã hội toàn tỉnh thành theo chỉ thị 15 hoặc là cách ly xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị 16 phải báo cáo với Thủ tướng. Việc này để Thủ tướng chỉ đạo bộ ngành địa phương lân cận phối hợp, tránh tình trạng ngăn sông cấm chợ. Trường hợp cần phải giãn cách xã hội quy mô toàn quốc thì Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng về mặt hành chính, còn trong chỉ đạo điều hành trước hết là Bộ Y tế báo cáo trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia. Cho đến giờ phút này, Bộ Y tế chưa khi nào đề xuất giãn cách xã hội trên quy mô toàn quốc, ngoài ra nếu thấy tỉnh nào cần thiết phải giãn cách xã hội toàn tỉnh nhưng lãnh đạo tỉnh đó không đề nghị thì Bộ Y tế có quyền đề nghị Thủ tướng chỉ đạo thực hiện, ông Đam nói. Vấn đề giãn cách xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh cũng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong nêu ra trong buổi làm việc của ban chỉ đạo thành phố về chống dịch Covid-19 sáng nay, Sở Y tế được lãnh đạo chính quyền thành phố Hồ Chí Minh giao tham mưu quyết định phạm vi và thời gian thực hiện giãn cách ở khu vực nguy cơ cao như là nơi ở, nơi làm việc của các ca F0. Theo ông Phong, khả năng đợt dịch này kéo dài hơn các đợt trước, không loại trừ F0 còn ở cộng đồng vì chuỗi lây nhiễm ở hẻm 257 Nguyễn Đình Chiểu và ở quận 3 ở điểm sinh hoạt của hội Thánh truyền giáo Phục Hưng vẫn chưa tìm được nguồn lây. ngành y tế thành phố cố gắng sớm tìm ra nguồn lây của điểm sinh hoạt tôn giáo này, ông Phong nói. Tại buổi làm việc thì bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nêu quan điểm thành phố phát hiện tới đâu giãn cách tới đó. Tuy nhiên ở chuỗi lây nhiễm này thì chưa nắm được nguồn lây nên việc giãn cách ban đầu cần tính toán rộng phạm vi rồi thu hẹp dần. Việc giãn cách cần hạn chế tối đa thiệt hại ảnh hưởng tới người dân. Hồi tháng 2 năm 2021, khi ổ dịch ở sân bay Tân Sơn Nhất bùng phát, lây lan ca nhiễm trong cộng đồng tới nhiều quận huyện, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu áp dụng chỉ thị 16 giãn cách xã hội ở khu vực ghi nhận người nhiễm nCoV tại 6 quận và thành phố Thủ Đức. Những khu vực nằm gần nơi có ca nhiễm có thể áp dụng chỉ thị 15. Trước đó thì đầu tháng 4 năm 2020, cùng với 11 tỉnh thành có nguy cơ cao, thành phố Hồ Chí Minh đã 22 ngày áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị 16. Thành phố Hồ Chí Minh ngừng hoạt động nhà hàng, spa phố đi bộ. Các nhà hàng ăn uống phải ngừng hoạt động, cơ sở lưu trú kinh doanh theo mô hình homestay, Airbnb không nhận khách mời từ 0 giờ ngày 28 tháng 5 để phòng chống dịch. Yêu cầu trên được đề cập trong văn bản do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức ký chiều ngày 27 tháng 5 nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Nội dung này có một số điều chỉnh cụ thể hơn so với chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong ở cuộc họp thống nhất chống dịch trưa nay. Động thái này được đưa ra sau khi thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 36 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch tại điểm sinh hoạt của Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng trên đường Nguyễn Văn Công, quận Gò Vấp. Cùng với hai dịch vụ trên thì các hoạt động spa, cơ sở làm đẹp, cắt uốn tóc nam nữ, nêu, phòng khám, bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ, các điểm du lịch tham quan di tích bảo tàng thư viện, các hoạt động tại phố đi bộ, chợ đêm, công viên công cộng, các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao ngoài trời, tập trung trên 10 người cũng bị tạm dừng. Đối với các hộ gia đình kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, tuyệt đối không được phục vụ tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về, người giao hàng phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch, nhất là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Còn nhà hàng trong khách sạn thì chỉ được phục vụ khách lưu trú, bảo đảm khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người, không phục vụ quá 20 người trong cùng một thời điểm. Chính quyền thành phố cũng yêu cầu tạm dừng các nghi lễ, hoạt động tôn giáo tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự. Người dân được đề nghị hạn chế ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết, không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét nơi công cộng. Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định dừng một loạt các dịch vụ không thiết yếu khác như là massage, sông hơi, các tụ điểm vui chơi giải trí, sân khấu, dạp chiếu phim, trung tâm tiệc cưới, nhà hàng, buffet, vũ trường, quán bar, karaoke, pub, bia club, hát với nhau, điểm kinh doanh trò chơi điện tử, các cơ sở kinh doanh thể thao như gym, fitness, bia, yoga. Từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát vào cuối tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 44 ca nhiễm, 3.154 người đang cách ly tập trung, 1.108 trường hợp đang cách ly tại nhà và nơi lưu trú. Một thưa quý vị, trưa ngày 17 tháng 5 thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thông tin ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố. Cả 5 trường hợp đã được cách ly tập trung từ trước đó, ngày 26 tháng 5 có xuất hiện triệu chứng của bệnh và được lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Ngày 27 tháng 5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Với việc ghi nhận thêm 5 bệnh nhân mới, tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 154 ca bệnh liên quan đến cộng đồng, thuộc 8 chùm ca bệnh, chùm Đà Nẵng 46 ca, chùm Tham City và công ty TNT 39 ca, chùm Bắc Ninh 19 ca, chùm bệnh viện bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở Kim Trung 18 ca, chùm bệnh viện ca cơ sở Tân Triều 13 ca, chùm Hương Yên 8 ca, chùm Hải Dương 1 ca và các chùm khác là 10 ca. Ngày 27 tháng 5 tại phiên họp giao ban thường kỳ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ông Trung Ngọc Anh cho biết theo các chuyên gia, chu kỳ lây nhiễm dịch COVID-19 trước đây là từ 6 cho đến 7 ngày, rồi rút xuống còn 3 đến 4 ngày, và đến nay thì chỉ trong vòng 2 ngày. Tuy nhiên bằng các chiến thuật ứng phó đúng, đúng đắn của thành phố và chỉ đạo rất sát sao của thành ủy, thường trực thành ủy và đặc biệt là bí thư thành ủy nên đã đạt được hiệu quả cao trong phòng chống dịch, cơ bản là các chùm ca bệnh đã được kiểm soát tốt. Cụ thể đến nay thành phố Hà Nội đã ban hành 9 công điện, hai chỉ thị và nhiều văn bản chỉ đạo kiểm soát từng bước hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân theo những diễn biến của dịch bệnh với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân. Tuy nhiên từ ngày 23 tháng 5 đến nay đã phát sinh thêm ổ dịch mới tại công ty cổ phần tập đoàn TNT số 2 Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm và tòa nhà Park 11, khu đô thị tham City chưa xác định được nguồn lây. Vì vậy cần phải có những giải pháp dứt khoát hơn nữa, thần tốc hơn nữa để có thể kiểm soát được dịch bệnh Covid-19. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho công nhân tại các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đề phòng dịch nhà chống dịch bệnh. Chiều nay ngày 27 tháng 5 thì Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức phát động tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Fanny Bắc Ninh. Sau lễ phát động thì 100 công nhân Covid-19. Hiện nay tỉnh Bắc Ninh đang lập kế hoạch triển khai vắc xin phòng Covid-19 cho công nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Ước tính khoảng 90.000 công nhân sẽ được tiêm vắc xin trong thời gian tới. Cũng trong chiều nay thì tỉnh Bắc Giang cũng đã bắt đầu tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 300 công nhân của công ty Phú Hồng. Hiện nay tỉnh Bắc Giang đang khẩn trương lập kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho công nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Ước tính khoảng 150.000 công nhân sẽ được tiêm vaccine trong thời gian tới.